Xin chào các bác ạ. Đây bên shop giới thiệu các bác về một loại đó là ớt ngũ sắc quả nhỏ. Tức là trong một gói này thì nó sẽ có tất cả các màu rồi, ví dụ như là màu vàng, màu đỏ, màu tím. Đó đó, hoặc màu cam. Đấy, ngũ sắc thì nó sẽ có 5 màu như các bác nha. Một gói này sẽ được 100 hạt ạ. Hàng này là hàng của Thái ạ. Cái thời gian mà để cho mà chúng ta thấy là bắt đầu quả nó ra những cái quả màu chín trưởng thành rồi ý, thì là tầm 70 ngày. Độ cay này thì độ cay vừa phải thôi ạ, rất là nhiều màu sắc. Và cái chiều cao của cây nó rơi vào tầm 40 đến 50 phân. Thì ở các bác, cái này các bác trồng ở trong chậu được ạ. Đó, chúng ta trồng ở trong chậu, chúng ta trưng Tết này, hoặc là chúng ta làm chậu cảnh rất là đẹp, rất là bắt mắt. Thứ nhất là vừa là làm cảnh, thứ hai là chúng ta vừa có thể là sử dụng được trong ai muốn ăn ớt cay thì chúng ta sử dụng cái này cũng rất là ok. Đó, vừa làm cảnh mà vừa ăn được ạ.